Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Công tác cách ly, yếu tố vô cùng quan trọng trong phòng chống dịch COVID-19. Trẻ em vẫn cần được tiêm chủng phòng ngừa bệnh khác trong mùa dịch COVID-19. Trong một cẩm nang y học kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chế độ dinh dưỡng trong mùa dịch COVID-19. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh trĩ và những lưu ý. Cuối chương trình là câu chuyện bệnh nhân cách ly tại bệnh viện nhiệt đới âm tính với virus COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia của Bộ Y tế thì hiện tại đang là thời kỳ vàng để thực hiện cách ly ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, hay còn gọi là dịch bệnh COVID-19. Hiện nay tỉnh ta đang thực hiện rất tốt các giải pháp cách ly tại các cơ sở y tế và cả tại nhà, nơi lưu trú cho các đối tượng cần thiết nhằm ngăn chặn tối đa sự lây lan bùng phát dịch bệnh. Cùng với các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện, thị, thành phố, thì y tế cơ sở ở xã, phường đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này. Họ sẽ thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe của những người đang tự cách ly tại nhà, hướng dẫn những việc nên làm và giám sát hiệu quả việc cách ly. Điều quan trọng lúc này là ý thức của mỗi cá nhân trong việc cách ly, bởi thực hiện tốt công tác cách ly không chỉ là lợi ích trách nhiệm với chính bản thân mình, với gia đình, người thân, mà còn là nghĩa cử cao đẹp với cộng đồng xã hội. Sự chung tay của mỗi người dân thực hiện cách ly trong giai đoạn này sẽ góp phần quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhiều phụ huynh hiện nay lo ngại đang trong mùa dịch phát triển thì không nên cho trẻ đi tiêm chủng vì sợ rằng trẻ tiếp xúc với nơi đông người sẽ dễ mắc bệnh COVID-19. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ chưa thực sự thấu đáo. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, việc tiêm chủng đúng lịch, đúng thời điểm là rất quan trọng với trẻ, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay. Ngoài dịch do virus COVID-19 gây ra, hiện nay còn là thời điểm nhiều bệnh dịch nguy hiểm đang có chiều hướng gia tăng, như cúm, cúm A, viêm phổi do phế cầu khuẩn, thủy đậu, sởi. Cần tiêm vaccine phòng bệnh, nếu trì hoãn việc tiêm vaccine sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là trẻ em. Tại các trung tâm tiêm chủng, những ngày gần đây đã tăng cường khử khuẩn, hạn chế tối đa khả năng nhiễm bệnh. Các phụ huynh có thể yên tâm đưa con đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Khẩu trang, nước rửa tay khô, nước súc miệng có xuất xứ từ Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan đang được giao bán tràn lan trên mạng với đủ mức giá. Tâm lý lo lắng dịch COVID-19 kéo dài, lây lan khiến nhiều người dân đổ xô tìm mua các sản phẩm này. Khi những hiệu thuốc, siêu thị treo biển hết hàng, người tiêu dùng buộc phải tìm mua khẩu trang y tế, nước rửa tay khô trên các trang mạng xã hội. Dạo một vòng trên Facebook, dễ dàng bắt gặp hàng chục bài đăng quảng cáo đủ loại mặt hàng, khẩu trang, nước rửa tay khô, xách tay. Mỗi bài viết là một nhãn mác, một mức giá khác nhau, nhưng có chung lời khẳng định đã được Bộ Y tế khuyên dùng. Ví dụ như, một loại khẩu trang do Hàn Quốc sản xuất, theo lời người bán quảng cáo là được Bộ Y tế Hàn Quốc khuyến cáo sử dụng, được bán với giá 550.000 đồng trên hộp 30 chiếc. Cũng loại này, một người bán hàng online khác đề giá 25.000 đồng trên một chiếc, hay 460.000 đồng trên hộp 20 chiếc. Thậm chí, nhiều người tiêu dùng đặt mua khẩu trang y tế trên mạng, nhưng chỉ nhận lại được hộp hàng đựng lá cây. Thực tế, các mặt hàng này có giá niêm yết là bao nhiêu, người bán là ai, chất lượng thế nào thì vẫn chưa được các cơ quan chức năng kiểm soát, trước khi các cơ quan chức năng có thể chỉ mặt và xử lý những trục lợi trên niềm tin của người tiêu dùng. Thì nghĩ mỗi chúng ta cần phải tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang. Hiện nay do nhu cầu thị trường tăng cao, bất thường khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, mặt hàng dung dịch sát khuẩn không đáp ứng kịp nhu cầu của người dân. Chính vì thế, đã xuất hiện tình trạng một số cơ sở sản xuất đã làm giả, làm nhái các dung dịch sát khuẩn đem bán ra thị trường. Theo các bác sĩ cảnh báo, khi người dân sử dụng phải dung dịch sát khuẩn không rõ nguồn gốc thì tiềm ẩn nguy cơ thường gặp, đó là dùng dung dịch sát khuẩn nhưng không có tác dụng sát khuẩn, diệt khuẩn, và như vậy rất dễ làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh. Ngoài ra, nó còn dễ gây phản ứng phụ tại chỗ như viêm da kích ứng hoặc dị ứng, hoặc gây ngộ độc khi dung dịch bay vào mắt, mũi, miệng hoặc thức ăn. Chính vì thế, người dân nên chọn mua dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay ở những cơ sở sản xuất có địa chỉ, nhãn mác rõ ràng, đã được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp phép, và thực hiện rửa tay nhiều lần trong ngày. Chú ý lau chùi bằng dung dịch sát khuẩn các vật dụng như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, bàn phím máy tính, điện thoại. Các bác sĩ cũng lưu ý chỉ nên chà tay bằng dung dịch cồn sát khuẩn nhanh khi không nhìn thấy vết bẩn bằng mắt thường,
Trường hợp nếu có vết bẩn nhìn thấy bằng mắt thường thì rửa tay bằng dung dịch rửa tay, xà phòng diệt khuẩn sẽ mang lại hiệu quả hơn. Thống kê tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên cho thấy, năm nay lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa nhập viện có xu hướng giảm so với cùng thời điểm năm trước. Nguyên nhân được lý giải là nhiều người đã giảm sử dụng rượu bia sau khi Nghị định 100 có hiệu lực. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, trung bình mỗi ngày, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên tiếp nhận từ 2 tới 3 bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa. Số lượng này giảm từ 10 tới 20% so với cùng thời điểm những năm trước. Tuy nhiên, bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa có xu hướng trẻ hóa. Có những bệnh nhân chỉ gần 30 tuổi đã mắc bệnh. Các bệnh nhân thường bị nôn ra máu, đại tiện ra máu, dạ dày bị tổn thương, nặng hơn có thể chảy máu dạ dày không cầm được dẫn tới tử vong. Nguyên nhân của chứng bệnh này chủ yếu là do sử dụng quá nhiều rượu bia. Vì vậy, để phòng tránh bệnh, cách tốt nhất là không sử dụng rượu bia. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với các bác sĩ chuyên gia của Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Thưa quý vị và các bạn, bệnh trĩ hiện nay vẫn được coi là bệnh khó nói của nhiều người và họ thường không đi khám khi bệnh còn ở giai đoạn sớm. Đến khi bệnh tiến triển nặng hơn, xuất hiện những biến chứng nặng nề, lúc đó thì người bệnh mới tới khám. Điều này là nguyên nhân khiến bệnh trĩ trở nên nguy hiểm hơn và ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều hơn. Để giúp quý vị và các bạn có những thông tin hữu ích về căn bệnh này và những lời khuyên hữu ích để phòng tránh bệnh, chúng tôi đã mời tới trường quay S9 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Cường, Phó trưởng khoa Ngoại sản Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Xin chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể cho biết bệnh trĩ là gì và có những triệu chứng để nhận biết như thế nào ạ? Triệu chứng đầu tiên của bệnh trĩ mà hay gặp nhất đó là đại tiện ra máu. Cái triệu chứng thứ hai có thể gặp của bệnh trĩ, hậu môn luôn tiết ra cái chất nhầy. Cái triệu chứng tiếp theo có thể gặp của bệnh trĩ đó là bệnh nhân đau rát sau khi đi vệ sinh. Sau khi bệnh nhân đi vệ sinh xong vẫn còn cảm giác là còn phân ở trong hậu môn, bú trĩ xa ra ngoài sau khi đi ngoài. Hiện nay thì vì rất nhiều lý do mà có không ít người bệnh là đã không đến khám bệnh khi mà trĩ còn đang ở giai đoạn sớm. Điều này thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe cũng như là cơ hội chữa bệnh của người bệnh ạ? Thứ nhất là sẽ gây ra cái tình trạng là thiếu máu, thậm chí là nhiễm trùng máu, gây ra cái tình trạng rối loạn cái chức năng co thắt của hậu môn. Thậm chí một số người bệnh này có thể là không tự chủ được cái vấn đề đi đại tiện của mình. Bú trĩ khi mà phát triển đến một cái giai đoạn nhất định thì sẽ bị xa ra ngoài khi bệnh nhân đi vệ sinh. Một cái biến chứng tiếp theo của cái bệnh trĩ đó là các cái viêm nhiễm, thậm chí là hoại tử bụi trĩ. Cái biến chứng cuối cùng của bệnh trĩ có thể gặp đó là gây ra cái tình trạng là viêm nhiễm phụ khoa ở nữ giới. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể đưa ra những cái lời khuyên về chế độ sinh hoạt, tập luyện để nâng cao cái hiệu quả điều trị bệnh trĩ, đặc biệt là phòng tránh bệnh trĩ ạ? Đầu tiên là chúng ta phải hạn chế đứng hoặc ngồi quá lâu. Cái biện pháp thứ hai mà chúng ta có thể áp dụng đó là chúng ta phải tập một cái thói quen đi vệ sinh vào một giờ cố định trong ngày. Tốt nhất là vào buổi sáng sớm sau khi ngủ dậy. Và chúng ta cũng hạn chế cái việc nhịn tiểu hoặc là nhịn đại tiện quá lâu sẽ làm cho cái bàng quang bị căng giãn, sẽ chèn ép trực tiếp lên cái mạch máu ở vùng hậu môn trực tràng, dễ dẫn đến bệnh trĩ. Một cái biện pháp tiếp theo mà chúng ta có thể áp dụng đó là chúng ta phải điều chỉnh cái chế độ ăn uống cho hợp lý, ăn tăng cường chất xơ có từ hệ rau củ quả giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động được tốt hơn. Thứ hai đó là ăn tăng cường các cái thực phẩm mà kích thích nhuận tràng như là sữa chua, rau chân vịt, táo hoặc là ngô vân vân. Thứ ba là hạn chế tối đa ăn uống các cái đồ chiên rán hoặc là các đồ cay nóng dễ gây kích thích ở vùng hậu môn trực tràng. Cái tiếp theo nữa là chúng ta phải uống ít nhất là 2 lít nước một ngày, giúp cho cái hệ tuần hoàn và cái hệ tiêu hóa được hoạt động tốt hơn. Hạn chế tối đa ăn các cái uống các chất kích thích như là rượu bia, cà phê rất dễ kích thích ở vùng hậu môn trực tràng. Một cái biện pháp tiếp theo mà chúng ta có thể áp dụng đó là phải vệ sinh hậu môn sạch sẽ và đúng cách. Chúng ta có thể đơn giản nhất là chúng ta lên ngâm rửa hậu môn bằng nước muối ấm
2 lần một tuần và mỗi một lần là 10 đến 15 phút. Các cái chuyên gia cũng khuyên rằng là chúng ta nên dành 30 phút hàng ngày để tham gia vào các cái tập luyện nhẹ nhàng như là đi bộ, đạp xe, bơi hoặc là yoga. Tăng cường lưu thông các mạch máu ở cái vùng hậu môn trực tràng sẽ giảm nguy cơ tối đa dẫn đến bệnh trĩ. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thì dinh dưỡng đóng một vai trò không nhỏ trong phòng và điều trị. Giải pháp nâng cao miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể sẽ giúp phòng và điều trị bệnh COVID-19 hiệu quả hơn. Trong một cẩm nang y học số này, bác sĩ Phạm Thị Phương, trưởng khoa dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ đưa ra một số lời khuyên trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Dinh dưỡng là một cái vấn đề rất là quan trọng đối với lại cơ thể của mỗi con người, đối với sức khỏe và sự phát triển của cơ thể. Đặc biệt trong cái mùa dịch cúm corona này thì cái dinh dưỡng đặc biệt là quan trọng để trong công tác phòng và điều trị. Chúng ta phải ăn đầy đủ các cái loại thực phẩm, ăn đủ từ 4 cái nhóm thực phẩm: chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin và khoáng chất. Chúng ta phải ăn phối hợp giữa đạm động vật và đạm thực vật, giữa dầu và mỡ, và ăn đầy đủ tăng cường các cái vitamin và hoa quả, rau xanh, làm sao đảm bảo mỗi ngày chúng ta phải đảm bảo từ 400 đến 600 gram để rau xanh hoa quả để cung cấp cho cơ thể để nâng cao sức đề kháng để chống lại bệnh tật. Ngoài ra chúng ta phải ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lựa chọn các cái thực phẩm tươi sạch và không ăn các cái thực phẩm bị nhiễm bệnh và những cái thực phẩm ôi thiêu. Chúng ta sẽ rửa tay trước khi ăn, trước và sau khi chế biến thực phẩm. Đối với trẻ em, tỷ lệ đạm ở trẻ em thì cần nhiều hơn người lớn. Nhu cầu của 1 kg cân nặng của cơ thể thì là từ 1.2 g đến 1.5 g. Ăn tăng cường rau xanh hoa quả. Trong cái dịch này là cái đạm là vô cùng quan trọng, cần thiết vì nó tái tạo ra tế bào để và các cái kháng thể để phòng chống cái virus corona, cho nên chúng ta không được kiêng ăn thịt mà chúng ta nên ăn phối hợp giữa đạm thực vật và đạm động vật là tốt hơn. Tỏi, bổ kết nướng hay là tinh dầu mà trị hoàn toàn cái bệnh này là không đúng, vì tất cả các cái thực phẩm nào cũng không phải là cái thực phẩm tốt nhất, mà chúng ta phải ăn phối hợp nhiều loại thực phẩm với nhau thì nó mới mang lại cái dinh dưỡng cho cơ thể. Nếu như ta ăn nhiều quá, ví dụ như là gừng hay tỏi mà ta ăn nhiều quá nóng thì có thể dẫn đến bệnh đau dạ dày. Thưa quý vị và các bạn, bệnh nhân Trần Hữu Pháp nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh là trường hợp đầu tiên ở tỉnh Hưng Yên có đầy đủ các yếu tố dịch tễ, cần cách ly và xét nghiệm virus COVID-19. Đến nay, bệnh nhân Pháp đã được xác định âm tính với virus COVID-19, sức khỏe ổn định và được ra viện hôm 10 tháng 2. Bệnh nhân Trần Hữu Pháp được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên ngày 4 tháng 2 với biểu hiện ho, sốt, đau rát họng. Trước đó, bệnh nhân đã lưu trú 15 ngày tại hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Châu, Trung Quốc. Kiểm soát được nhiệt độ cho bệnh nhân, biểu hiện của cái nhiễm trùng 3 tiếng từ kiểm tra một lần trong ngày đầu tiên. Và những ngày sau là 3 lần trên ngày. Là tối có diễn biến thì chúng tôi sẵn sàng đo. Và đặc biệt là chụp X-quang tim phổi chúng tôi kiểm tra ngày 2 lần. Lần đầu tiên điều trị cho bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ cao nhiễm COVID-19, nhưng ekip y bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh đã bình tĩnh vừa điều trị vừa trấn an bệnh nhân. Mình sẽ gần gũi bệnh nhân nhiều hơn, tiếp xúc bệnh nhân thân mật hơn, động viên tinh thần bệnh nhân. Các anh cũng luôn luôn thường trực bên em, bất kỳ vấn đề gì thông báo anh sẽ sang ngay, anh ăn gì thì em ăn đó. Và bệnh nhân nói là cảm ơn các anh chị rất là nhiều, nhưng mà em thấy sự quan tâm nhiều quá em cảm thấy cũng hơi lo. Sau 5 ngày cách ly tại bệnh viện, bệnh nhân Pháp được xác định âm tính với COVID-19, sức khỏe đã ổn định và được xuất viện hôm 10 tháng 2. Tại thôn Đoàn Thượng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, nơi tạm trú của anh Pháp, cả gia đình đang rất vui mừng khi anh Pháp không nhiễm COVID-19. Các bác sĩ cũng rất nhiệt tình và khuyên em rất nhiều. Lúc ấy thì em suy nghĩ là nếu mà ở đấy thì
tốt cho mình, không ảnh hưởng người khác, nên lúc ấy cũng đỡ hoang mang. Tin anh Pháp không bị nhiễm COVID-19 còn là niềm vui của bà con trong thôn. Cháu nó đi viện về mà nó bác sĩ kiểm tra mà nó âm tính là mình thấy là phấn khởi mừng. Thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến thời điểm này, trường hợp của anh Trần Văn Pháp là trường hợp bệnh nhân đầu tiên và duy nhất điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, cần lấy mẫu xét nghiệm và đã cho kết quả âm tính với COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện y tế vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe và đời sống tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.